Xin chào các bác ạ. Em xin giới thiệu một mẫu yên xe đạp mới của bên em ạ. Mẫu yên xe đạp này thì ở phần trên thì bề mặt được thiết kế bằng da công nghiệp ạ. Da công nghiệp bóng, chống nước 100%. Đệm ngồi êm ái ạ. Và cái đệm yên ở bề mặt trước này thì các bác yên tâm nhé, dùng là không bao giờ bị lún hoặc xẹp. Đây, độ đàn hồi rất là cao. Cầm rất là chắc tay ạ. Kèm theo đó là ở phía dưới cọc yên là sẽ được kết hợp vào hai lò xo các bác nhé, đi chống giảm sóc, và khi các bác sử dụng vào đi những cái công đường xấu hoặc là những cái địa hình trắc trở hoặc không đẹp thì sẽ không bị ê mông, không bị ế bút mông ạ, vì có hai lò xo kèm đệm yên rất là mềm và có độ đàn hồi cao thì nó sẽ không bị sóc ạ. Cầm rất là chắc tay ạ. Bề mặt da chống nước 100%, kể cả khi trời mưa, và cái bề mặt da bóng này thì nó không ngấm nước và nó không bị rộp phồng như các loại da khác ạ. Ở phần giữa của đệm yên thì được có một rãnh thoát khí ạ. Đây ạ. Hai bề mặt nổi lên ngồi lên tạo sự cân bằng khi các bác di chuyển trên xe ạ. Kèm theo đó là những đường vân chìm tạo ra độ ma sát. Độ thăng bằng khi các bác sử dụng nó sẽ rất là thăng bằng ạ, mà không bị tròng trành. Đệm êm ái, không bị lún ạ. Đường khâu, đường kim mũ chỉ khâu rất là đẹp ạ, không bị lỗ nhỏ, và đặc biệt là không có chỉ thừa các bác nhé. Đằng sau thì được dán một miếng nhỏ phản quang ạ. Cái phần đế của cái đệm yên, của cái yên này thì được đính vít các bác nhé, chứ không phải là bấm ạ. Không phải là bấm ghim như các loại thông thường ạ. Đây ạ. Rất là chắc chắn ạ. Bắt chặt với cả cái phần đệm yên rồi ạ. Cái phần cọc để kết nối với cả cái cổ yên thì cũng tương đối đơn giản thôi. Các bác chỉ cần tháo cái vít này ra, rút chốt và cắm vào yên. Sau đó là vặn chốt này vào là được ạ. Khi các bác tháo ra hoặc là thay đổi cái đệm yên khác, hoặc là tháo ra để vệ sinh, rất là đơn giản. Rất là êm ạ. Đấy, 100% không bị lún ạ. Bề mặt rất là bóng ạ, vẫn như cũ luôn ạ. Đấy, em bấm cả móng tay vào đây. Đấy, xoa đi cả hết ạ. Kiểu dáng rất thời trang, hiện đại. Xin cảm ơn các bác ạ.